Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với video của mình. Mình là Trần Cơ Tựa Minh. Năm nay mình 9 tuổi. Hôm nay mình sẽ review con Rubik 3x3 Monster Go này nha các bạn. Có 5 châm nha các bạn. Đó, xoay rất là mượt luôn. Mình mới mua hôm nay nha các bạn. À không, mình mua từ mùng 6 tháng 6. Ở vài ngày trước nha các bạn. Nhưng mà đến hôm nay nó mới ship đến nha các bạn. Thôi, bây giờ mình sẽ cùng review nha các bạn. Đầu tiên là độ mượt của nó. Độ mượt của nó thì rất là mượt luôn nha các bạn. Mình xoay rất là mượt luôn. Đó, nó nhanh lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo ở bên trong ra. Bây giờ mình sẽ hổ biến một phát là tháo ra luôn nha các bạn. 1, 2, 3. Đó nha các bạn. Đây, mình đã tháo được ở bên trong cục này ra rồi nha các bạn. Đó, cục này xoay rất là mượt luôn. Đây, mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Đây là cục Rubik có nam châm nha các bạn. Có nam châm. Đây. Đó. Nó khít lại luôn và nó rất là khít với nhau luôn nha các bạn. Đây. Đó. Nó cực kỳ là khít với nhau luôn. Nó khít vào lắm. Đây, nó dính vào nha các bạn. Có nam châm đây. Mình thì không biết cách tháo này ra, tại tháo cái này ra thì phải cần có cả dao dọc giấy nữa nha các bạn. Nên là mình tạm thời mình sẽ tháo này thôi. Wow, cục Rubik này rất là sò con bò luôn. Đó. Đây. Đây này. Đó. Rồi. Một bên. À đây đi. Đây bên này. Wow, mình dính được. Mình làm cho cái này nó dính lại được như này luôn nha các bạn. Nó dính thành ba cục này luôn. Cái này hình nó như kiểu mấy cái hình ngũ giác ấy các bạn. Hình ngũ giác. Mình cưa 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 này nó có hình ngũ giác ở đấy. Nó có tiếng kêu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp lại để test cái độ mượt của nó tiếp. Đây nha các bạn, mình đã lắp xong rồi. Cục này thì mình tháo ra thì khó nhưng mà lắp lại dễ lắm nha các bạn, cực kỳ dễ luôn. Mình chỉ cần để vào xong mình xoay một phát là nó vào luôn nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ 6 cục bích này lên rồi mình sẽ giải lại để xem nó mượt đến từng nào. Nào, mình sẽ tìm.
Wow các bạn ơi. Vì mình chơi cục Rubik này nha các bạn. Mình chơi cục này mình đã phá được kỷ lục mà 44 giây 0,08 tích tắc rồi nha các bạn. Mình đã phá được kỷ lục rồi và kỷ lục tiếp theo của mình là 40 giây 0,44 tích tắc nha các bạn. Nhanh hơn 1 phút 20 giây luôn. Bây giờ mình sẽ thử thách chơi luôn cục Rubik này, mình sẽ thử thách giải một tay nha các bạn. Mình giải một tay hơi chậm thôi. Nói chung là mình giải một tay chậm lắm. Các bạn thông cảm. Thôi mình chịu thua. Mình không thể nào mà giải được một tay nha các bạn. Mình giải hai tay thì nó nhanh nhưng mà giải một tay thì lâu lắm nha các bạn. Và cục này tên là Grand Monte Go nha các bạn. Đây biểu tượng của nó đây. Bây giờ mình sẽ tháo mấy cái tâm ra nha các bạn để xem bên trong cái tâm nó có những gì. Mà mình khi mình tháo mình đã thấy bên trong tâm nó toàn là màu cam thôi các bạn. Nó có cái cục gì màu cam ấy. Đó mình đã tháo hết tâm ra rồi này. Đây là một đống tâm. Chơi được bình thường nha các bạn. Mình, các bạn có biết mấy cái màu cam cam này để làm gì không? Chứ mình thì mình không biết luôn. Thôi mình lắp lại đây. Cục này mình mới nhận được hàng hôm nay nha các bạn. Mới nhận hàng được từ hôm nay. Đó. Này mình đặt trên Shopee nha các bạn. Mình đặt trên Shopee nhưng mà là vào mùng 6 tháng 6. Và sau 3 ngày. À không, sau 2 ngày. Là mình đã nhận được cục Rubik này từ Shopee nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ thử sáo thêm lần nữa. À không. Bây giờ mình sẽ nghĩ ra cái trò gì đó ở trên cục Rubik này để mình chơi. À có một cái mẹo nữa lúc trước mình đã dạy các bạn rồi đó, cái mẹo này. Oh my god. Oh. Wow. Mình bị đảo lộn lên rồi nha các bạn. Mình chả biết giải cục này là sao. Trời ơi.
What the hell? Này giải giải sao ta? What the hell? Thôi mình đành phải giải lại rồi. Đó. À mình còn một cục. Cục nữa nha các bạn. Để mình đi ra mình lấy tiếp. Mình lấy cục đấy nha các bạn. Các bạn đợi mình tí. Đó. Đây nha các bạn. Đây là cục Gan Montego. Còn đây là cục bình thường. Không có gì hết. Đó nha các bạn. Đây, để mình so sánh hai cục này với nhau xem có gì khác biệt không nha các bạn. Mình nhìn màu nó rất là, ở trong máy quay thì nhìn màu nó đậm, nó bóng lắm nha các bạn. Nhìn màu nó, màu này nó mát lắm, nhìn màu này nó sáng, màu sáng. Còn ở ngoài đời thực thì cái màu của cái cục Rubik này nó tối lắm nha các bạn. Nhìn trong máy quay thì mình thấy nó sáng thôi, chứ ở ngoài đời thì nó tối nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa đi vòng quanh. Đây là, mình nhìn hai cục này mình chả phần nào phân biệt được luôn nha các bạn. Đây, đến đây thì mình có thể phân biệt được cục nào là Montego, một cục nào là bình thường rồi nha các bạn. Đây, cái này là màu hồng, cái này màu đỏ. Đó, sang đây. Cái này là màu xanh lá chuối, này màu xanh đậm, này màu xanh xanh lá, đây màu vàng nha các bạn. Màu vàng thì cái màu này nó như kiểu mình chả biết tả như nào đấy các bạn. Màu này như quả chuối này, màu này tươi hơn, nó sáng hơn nha các bạn. Còn màu này thì nó đậm hơn tí, nhưng mà nó nhạt, nhưng mà nó kiểu màu nó tối hơn ấy. Còn màu này nó sáng hơn nha các bạn. Đến màu trắng này. Màu trắng thì nó có một cái hình của bên này, thì nó có một cái hình của ấy Montego nha các bạn, của Rubik Gan Montego. Còn bên này thì nó không có, tại nó là Rubik bình thường nha các bạn. Cái cục này thì mình mua được tầm phải bao nhiêu nhỉ? Mình mua từ hồi lớp 2 cho đến bây giờ là lớp 4 rồi. Lớp 4 à? Lớp 4 là bao nhiêu nhỉ? Là 2 năm rồi nha các bạn. 2 năm rồi. Đây mình đang nghỉ hè, trong thời nghỉ hè nha các bạn. Đó, mình đang nghỉ hè ở nhà. Đó. Hai cục này thì cục này xoay nhanh nha các bạn, còn cục này thì cục này xoay. Mình sẽ bây giờ mình sẽ so sánh hai cục này với nhau nha các bạn. Đó. Hai cục này với nhau. Cục này không có nâm châm, không có nâm châm nha các bạn. Cục này xoay rất là rít. Còn cục này xoay mượt. Đó, hai cục này thì nó tương đối nè. Hai cục này thì cái cục này thì xoay lúc mình chơi quen cái này rồi các bạn. Lúc mình chơi quen cái này rồi thì cục này, mình chơi quen cục này rồi thì khi mình xoay cục này ấy, mình cứ cảm giác như kiểu ở bên trong nó có một cái cục bông nó giữ lại
Đó, mình xoay nó cứ kiểu chậm chậm như nào ấy. Nó cứ giữ lại như kiểu bên trong có gì giữ lại ấy các bạn. Giờ mình sẽ tháo cục này ra cho các bạn xem luôn. Đây. Đây nhá, cục cục này nó không có nam châm. Đây nha các bạn. Đó. Cục này thì lắp nó cũng dễ hơn cục cục này nha các bạn. Mình lắp cái cục nam châm nó khó hơn cái cục thường nha các bạn. Giờ mình sẽ lắp lại thôi. Rồi, xong rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tạm dừng video ở đây. Nếu bạn nào mà thấy hay thì hãy nhấn nút đăng ký, bấm chuông và kèm thêm nút like để ủng hộ mình làm ra những video khác nhé các bạn. Hẹn gặp lại vào các bạn ở video sau. Bye bye.